Em học phát tài, học anh tài á, đến cái phần mà phương pháp mua bán á, em làm y chang cái portfolio của anh tài, 60% cho Bitcoin rồi 20% vô Ethereum, còn 20% kia thì anh tài nói là để riêng ra để chờ cơ hội, mà em cảm thấy em không có đủ kiến thức để chờ cơ hội để bỏ Bitcoin luôn rồi xong. Không được, mà em có làm theo cái lời dạy của tụi anh không? Em làm như thế cũng được, em làm như cũng được chứ không phải là không không được, phải không? Mà em có làm theo cái lời dạy của tụi anh không? Anh nói là lúc nào mình phải giữ hết vỏ đạn đó, mình chỉ để ra. Anh nói rằng là mình có cái tư duy nghèo mạt đó, cái tư duy nghèo mạt là gì? Là mình phải quay vòng vốn, mình phải quay vòng vốn, mình phải cho nó làm việc cho mình hoài. Không, cái đó là cái tư duy nghèo mạt. Ở Việt Nam mình anh ta không biết cái tư duy cái người nghèo mà anh ta mới suy nghĩ gì, còn cái người giàu sang ta không có suy nghĩ gì, ta suy nghĩ là mình cầm vốn đó, cái mình đốt được cái cơ hội đó, nó làm lời cho mình nhiều hơn á, là mình ngồi đó mình quay vòng vốn ngoài. Không thì là trong khóa học anh tài nói, trong khóa học anh tài nói 20% vốn để chờ cơ hội á, thì em biết là nên làm theo anh tài, nhưng mà như anh tài á, em nghĩ là như anh tài thì anh tài có thể là biết cái nào là cơ hội, cái gì là cơ hội, còn ở địa vị của em thì em không có kiến thức về tìm kiếm cơ hội, nên em chỉ được 20% đó. Cũng mà tụi anh gặp cái câu hỏi đó, tụi anh có chia sẻ với em hay là tụi anh giấu nghề? Có anh chứ, em mới vào em không có biết là anh đã từng chia sẻ như thế nào, cách thức như thế nào, em không có biết. Mà lý do gì đó là có câu hỏi đó xong rồi anh không chia sẻ với mấy đứa học sinh của anh? Anh nói nhiều lần anh đâu có giống nghề đâu. Em cũng cái đó là cái tôi của em đó. Anh nói thiệt đó, cái đó là cái tôi của em chứ không phải là em có thể nói để thừa rằng đó là em không biết cơ hội giống như sao, hay là em không biết xác nhận được cơ hội như sao đâu không? Mà cái thực tế đó là cái đó là cái tôi của em nghĩ rằng đó là không sao đâu, mình đăng ký mình học anh tài gì đâu không? Mà cái thực tế đó mình biết ngay hay ảnh, do ảnh kêu mình đó, lúc nào mình phải giữ 20% vốn của mình để đó để làm đạn đi, mình không nghe lời ảnh đâu, mình biết đó, cái này nó hay hơn, bởi mình sẽ bỏ nó vô bên đây. Cái đó là cái tôi, không có gì chứ. Em đừng có giả bộ với anh đó, nói rằng đó là cái đó là em không biết xác nhận câu hỏi làm sao rồi hay là này nọ. Anh không tin bác quỷ đâu. Em có thể nói với thằng bạn của em được, nó tin được. Còn em nói với anh đó, anh không có tin đâu. Thấy không? Thì em để ý coi, khúc mà anh nói thực tế gì đó, anh nói thẳng gì với em đó, em nghĩ cái cảm xúc nó em liền bây giờ nó giống như làm sao. Em chia sẻ đi. Cái cảm xúc của em á, có một chút hơi khó chịu, nhưng liền bây giờ đó cái cảm xúc của em nó làm sao để cho em chia sẻ cho mấy đứa kia nó học hỏi luôn, nó biết luôn. Có một chút khó chịu. Ok, nhưng mà em nghĩ anh tài nói đúng và em nên chỉnh sửa lại theo cho đúng. Ok, mà em nghĩ coi là nó khó chịu vấn đề gì, nó khó chịu vấn đề gì cũng mà nói thật. Em đóng tiền cho là anh dạy cho tụi em cái công thức đầu tư tiền mã hóa, và xong bây giờ đó em làm không có theo cái lời dạy của tụi anh dạy trong cái khóa học, xong bây giờ đó anh chỉnh sửa em đó ngay thực tế đó, trong tiếng Mỹ nó còn real time đó. Thấy không? Real time là gì, tụi em dịch lại trong cái đó để cho bà con ta biết đây, trong cái bình luận á, real time là cái gì? Ok, là ngay thực thì cái hiện đại, cái thời điểm mà sống mình bây giờ nè. Dạ em hiểu không? Thì là em thấy nó khó chịu không? Anh biết là nó khó chịu không? Em chia sẻ với mọi người, nó khó chịu làm sao? Nó không khó chịu lắm, bởi vì em đã xác định là mình học theo tài ấy. Cái này có một chút khó chịu, nhưng mà nó không có khó chịu, quá khó chịu. Ok, em phải hỏi là mình khó chịu cái vấn đề gì? Tại sao á, mình đóng tiền cho anh tài, anh chỉ dạy cho mình á, xây dựng cái hệ thống
để làm lời điều điều được trong mỗi cái chu kỳ. Xong bây giờ đó anh chỉnh sửa mình đó, tại sao mình khó chịu? Không có lý do gì để mình khó chịu hết. Anh không phải nói nặng nói nhẹ em, anh không phải gầy lại em. Em là cái người á, mình đang chơi cái trang mạng của anh, rồi sao em gửi tiền cho anh để cho là anh chỉnh sửa cho em? Thì anh, tại sao em khó chịu? Dạ đúng rồi anh. Nó có lý không? Chắc là cái tôi của em anh. Đúng rồi, đó là cái tôi này hả? Ngoài dạ. Cái tôi nó là cái gì nữa? Em. Dạ, anh Tài không nói với em thì em cũng không biết là cái hành động mà không có dành 20% đó chỉ là cái tôi, cái suy nghĩ theo cái chủ quan của em thôi. Dạ. Anh Tài mà không nói thì em cũng không nhận ra. Cứ nghĩ là mình làm cho bạn, nhưng mà thật sự là cái đó cũng là cái tôi. Thế đó là cái tôi, tại vì là anh trong trong cái khóa học anh đâu có kêu em á là xài hết vốn mình đâu. Anh trong cái video á, em mà coi cái video này, anh còn nói nữa là anh để cái tay anh đi trang gì nè, anh đứng trên sân khấu nói là tụi em á đừng có quay vòng vốn đó. Đó là cái tư duy của người nghèo mạt chứ không phải là cái tư duy của cái người á giàu sang. Anh nói là đúng không? Yeah. Em sẽ chỉnh sửa lại. Ok. Mà bây giờ mình nói dù cái vấn đề mà nó khó chịu đi. Yeah. Không, tại gì á, tại sao á, anh muốn á, là tụi em á, học hỏi cái vấn đề này. Tại sao vậy? Tại vì á, là mình có cảm xúc gì đó, mình làm giàu được không? Dạ yeah, không. Em nghĩ coi là trên cái đường đi, em đi ở từ dưới cái đáy này, em tạo ra tài sản cho cuộc đời của em á, cuối mà em vượt lên á, em ngước đầu lên á, em giàu sang lên á, thì á em nghĩ coi nó có gặp nhiều cái khó khăn như liền bây giờ không? Gặp không? Em thì á, đó. Mỗi lần em gặp cái khó khăn gì đó, em khó chịu trong lòng gì đó, nó có giúp cho em á phát triển thêm không? Không. Không cách nào hết trơn á. Mỗi lần đó mà em gặp cái trở ngại, rồi xong người ta chỉnh sửa mình, thế mình bị á nhạy cảm. Mình bị tự ái, mình bị mặc cảm, thì làm sao mình làm giàu được? Thì á, để anh chia sẻ với em á, trước khi anh chia sẻ em cái cách để mình là nên giải quyết làm sao đó, mình nên phản ứng làm sao đó, thì anh sẽ hỏi mấy đứa mà nó nghe không? Mà tụi em thấy không? Tụi em thấy á, bằng thấy nó khó chịu, cúp mà anh nói nó, anh chỉnh sửa nó không? Nhớ nghe, nó đóng tiền cho anh đó. Hướng dẫn cho nó, dạy cho nó, chỉnh sửa cho nó, chia sẻ kinh nghiệm của anh với nó. Mà sao nó làm không đúng theo cái lời dạy của anh trong cái khóa học đó. Thì đó, anh đang chỉnh sửa nó. Tụi em có thấy là nó khó chịu không? Thấy hay là không thấy? Tụi em ghi bình luận đó là thấy làm thấy nó khó chịu. Ok, hay là không thấy thằng thấy nó khó chịu. Tụi em ghi trong cái bình luận này. Thằng Công Thương á, Công Thương Nguyễn á, nó hỏi rằng á, là mình á ra làm cái chuyện á mà bất hợp pháp á, lương nó cao hơn á, có nên làm không? Thì đó là nó hỏi cái chuyện tào lao. Thế em nghĩ tại sao nó hỏi cái chuyện tào lao gì thế? Bởi vì bất hợp pháp mình còn làm nữa thì không có lý do mình phải làm. Cái này theo quan điểm của em á, là khi mình làm bất hợp pháp là mình đang mạo hiểm. Ờ đúng rồi, mình đánh đổi cho cái cuộc đời mình để lấy tiền. Anh đã vô tù hết 14 năm rồi, anh ra anh tạo cái đài này đó để cho giúp cho bà con đó, đừng có làm cái chuyện đó mà nó phạm luật hay là nó phạm đạo đức. Nó có nhiều cái phương pháp đó, mình làm giàu được, mình không cần đó, làm cái chuyện mà nó phạm luật hay là phạm đạo đức. Rồi xong bây giờ tụi em đi hỏi anh đó, mình có nên làm cái chuyện đó mà nó phạm luật không? Nó phạm đạo đức không để mình làm nhiều tiền thêm á? Thì em hỏi cái chuyện đó, anh sẽ nói rằng đó là cái chuyện đó chuyện tào lao, đừng có hỏi anh cái chuyện đó là rất là ngu dại. Mình có câu hỏi đó, mình hỏi người ta đó mà đại gia hay là người triệu phú á mà giúp cho mình làm giàu được á, mình đừng có nên hỏi mấy cái chuyện tào lao gì, mình đừng có hỏi mấy cái chuyện đó mà nó ngu dại gì. Nhất á là người ta mới nói rồi đó, bông là cái anh đó anh nói là ảnh vô tù hết 14 năm rồi cho tội ma túy, sao ảnh không có khuyên á cái đứa nào á đi làm cái chuyện đó phạm luật hay là phạm đạo đức? Mình phải có làm cái nghề nghiệp đó không mà nó có đạo đức,
không? Anh nói ví dụ Phật giáo đồ, xong bây giờ tụi em đi hỏi anh đó, làm cái chuyện đó, bác học pháp đó, có nên làm hay không nữa không? Thì em nghĩ coi là em đón tụi em đón thử anh sẽ trả lời làm sao? Anh sẽ trả lời không? Là em đang hỏi cái chuyện đó mà rất là ngu dại. Mình có câu hỏi đó, mình hỏi người ta đó, cái người triệu phú mà họ trả lời cho mình được đó, thực tế được đó, thấy không? Bao nhiêu người ở Việt Nam mà tụi em kiếm người được đó, mà không có giấu nghề, xong rồi trả lời cái câu trả lời đó thực tế, nó rõ ràng cho mình hiểu được, xong đi hỏi cái câu hỏi không, là mình nên làm cái chuyện đó bất luật pháp hay không? Cái chuyện đó câu hỏi đó rất là ngu dại. Ok, mình trở về cái vấn đề hồi nãy đi, là thằng Cường quay nó nói, nó thấy anh nó thấy được là em khó chịu, thằng Nam Hải nó cũng thấy rằng là em khó chịu, thằng Trọng Gen nó cũng thấy rằng là em khó chịu vì chưa tin tưởng, thấy không? Thì á, người ta nhìn vô nó thấy được, giờ người ta không có ngồi trước mặt em đi, xong giờ anh không có ngồi trước mặt em đi mà ai cũng thấy rằng là em khó chịu, thì á, anh phải hỏi em á là cái nhạy cảm gì đó, không, cái đó kêu là nhạy cảm không, cái khó chịu đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, thì á, anh em trả tiền cho anh á, ok, nhớ nha, cái này không phải là anh lại á, anh nói đại xong anh dạy đời cho em là cái người á cho anh hướng dẫn cho em, mà cũng anh hướng dẫn cho em này đó, thì á, em bị á, là nhạy cảm. Em nghĩ em có lý không? Dạ không có lý. Em nghĩ có lý không? Phải anh chửi em hay là anh nói nặng nói nhẹ hay gì không? Anh chửi em gầy la gì không? Anh chỉ nói rằng là hay trong khóa học đó, tụi anh đó không có dạy cái phương pháp đó, em đừng có làm. Cái phương pháp mà tụi anh dạy đó là em phải giữ 20% cái vốn của em đó, ở bên ngoài, để có mình gặp cơ hội đó, mình đốt cơ hội đó liền, mình có vốn liền. Trong cái khóa học đó anh dạy rằng đó là trong một năm, trong một tháng đó, nó có 2-4 cái cơ hội, phải không? 2-4 cơ hội một tháng nhân cho 12 tháng là bao nhiêu? Là 24-48 cơ hội mỗi năm nó xảy ra. Sau anh nói là bao nhiêu? Cái mục tiêu mình đó là mình chỉ đốt 1-2 cơ hội thôi, mình không cần đốt hết trơn 24 cơ hội, mình không cần đốt hết trơn 48 cơ hội, không cách nào mình đốt được hết trơn á, tại nhiều cơ hội đó nó xảy ra trước mặt mình đó mà mình làm không kịp. Ok, nhiều cơ hội đó mình thấy đó, có mình chạy về tới nhà đó, mình lên máy tính mình gọi đó, cơ hội nó bay qua rồi, mất cơ hội rồi, hay là trễ qua, mình không có nên nó chấp nhận cái rủi ro nữa. Mà có nhiều cơ hội đó là mình thấy được không, thì mình chỉ ngồi mình chờ thôi. Cái khó khăn nhất đó, trong cái vấn đề đầu tư mà đổi đời mình đó, là mình chỉ ngồi chờ thôi, không làm gì hết trơn. Rồi cái khó vấn đề thứ hai đó, cái khó khăn thứ hai đó là tới giờ thực hành đó, mình thực hành được không? Tại vì á là mình nằm mình phê cho nó đã vậy nè, mình ngồi mình chờ đó, rồi xong tới giờ thực hành đó mình phải đứng vậy đó, xong mình thực hành, mình làm được không? Cái phần lớn đó, trong thị trường á đầu tư đó mà đổi đời là mình đó, nó không có làm gì nhiều hết trơn á, mình chỉ ngồi đó phè phè vậy nè. Mình ngồi đó, nó làm gì chứ. Như tụi em hỏi anh đó, nhiều đứa đó không, nó thấy anh đó phát thanh gì đó, rồi xong nó nghĩ rằng là mấy con chó đẻ nó vô, nó chửi anh đó không, nó nói rằng là anh Tài không có làm tiền trong cái vấn đề đầu tư, anh Tài làm tiền trong cái vấn đề đó, là bán khóa học. Thì nó nói đúng một phần, xong nó nói sai một phần. Nói đúng, anh có làm tiền, tại trong vòng 2 tuần đó, bà con á, em với mấy đứa khác nó gửi cho anh đó, hết 5 tỷ mấy. Thì anh mà nói anh không có làm tiền trong bán khóa học đó, thì cái đó anh nói xạo rồi, đúng không? Đúng không? Dạ. Ok, mà dạ, đúng mà cái chu kỳ đó, mỗi cái chu kỳ đó anh làm lời đó mà không phải là anh làm lời hàng tháng, biết không? Thì đó, cái đứa mà nó nói anh đó là anh không có làm lời tháng này đi, trong cái thị trường thì mã quá đi, thì nó nói cũng đúng, tại vì cái tháng nào anh làm lời đó anh cũng không biết nữa, mà anh biết rằng đó là mình vô trong cái chu kỳ mùa châu đó là anh sẽ làm lời, anh sẽ làm lời đó luôn, mà là bạc chục tỷ, bạc trăm tỷ, chứ không có nhỏ. Bởi vì anh không quan tâm, anh không quan tâm rằng đó là anh làm lời đó không, trong một tháng hay là hai tháng hay là ba tháng hay là hàng tuần, hàng tháng hay là hàng năm, anh không quan tâm. Tại vì là mình làm đổi đời đó, nó không bao giờ mình biết là bao nhiêu hay là khi nào hết trơn á. Thì anh chịu chấp nhận cái rủi ro đó, chấp nhận cái rủi ro đó không, là mình không biết chừng nào nó mới vô, mình chỉ ngồi mình chờ thôi à.
Rồi bên xe của tụi anh đó, tụi anh là chung cái thời điểm này á, mình ngồi mình chờ đó, mình thủ sẵn, mình mài kiếm, mình mài búa. Ok, mình huấn luyện á, kiếm cho mình đi mấy cái chiêu đó, mình tập luyện hết trơn, cái tinh thần mình á, nó rất là rõ ràng. Hàng tháng đó anh cũng vẫn là chuyển tiền đúng không, chút xíu nhỏ nhỏ gì đó, đến chi ạ, đến chi đem sẵn sàng ơi. Ừ đúng rồi, hàng tháng đó anh vẫn trả tiền, anh bán cái chút xíu 100, 200, 300, đến chi ạ, đến chi để cho mình quen, để khi đụng chuyện là mình hành động được ngay ạ. Đúng rồi, anh muốn á, là trong cái chu kỳ mấy chu kỳ rồi đó, anh không có quen á, tại nhiều khi đó mẹ 3-4 tháng anh không làm gì trên á, xong cái anh quên. Bởi vì anh không có chấp nhận cái đó nữa, anh chịu á, là hàng tháng đó anh bán ra 100, 200, cái đó không phải là chốt lời, cái đó không phải làm cái gì trên á, cái đó để làm gì, anh chỉ muốn á, là bán ra lên sàn, bán ra xong gửi vô ngân hàng, mỗi tháng đó bán ra xong gửi vô ngân hàng, để cho là anh làm cái gì. Anh đang tập luyện gì? Cho nó quen. Nó quen tay trên cái tinh thần, tại anh biết rằng là anh 59 tuổi. Ok, cái tinh thần của anh á, nó không có lanh lẹ, nó không có mau, nó không có nhớ 100% như hồi xưa nữa. Bởi mà anh mà không có thường làm đó, hàng tháng đó phải không? Là anh sẽ bị gì? Đến lúc mình hành động mình bị bối rối. Đúng rồi, anh sẽ bị bối rối, anh sẽ hồi hộp, anh sẽ sợ hãi, anh sẽ làm á cái chuyện tào lao đó, nó sẽ hư hết chân á, mất hết tài sản của anh. Bởi anh không có chấp nhận cái vấn đề cái rủi ro nữa, bởi vì á là anh cần tiền đó, không cần tiền đó anh cũng vẫn bán anh chút xíu nhỏ, là nó có nhiều nhỏ là nó vừa đủ cho anh đó, nhớ để mình làm sao thôi. Ok, mà nhiều đứa nó nghe anh nói gì đó thì nó sẽ nghĩ rằng á là anh, ủa anh Tài trong mùa gấu mà anh Tài nói mình mua đúng không, thì sao mà anh Tài bán ra làm gì, anh đâu phải bán ra để chốt lời đâu, anh bán ra để làm gì? Bán để tập luyện. Đúng rồi, anh tập luyện, anh biết bằng cái chứng nhớ của mình. Nhớ à, anh mới có biết anh đúng không? Anh mà không có tập á, hàng tuần, hàng tháng đúng không? Mà anh sẽ quên liền. Dạ. Còn cái phần lớn đó thì có câu hỏi thì anh mua vô, có câu hỏi thì anh mua vô, có câu hỏi thì anh mua vô. Thì á là có đứa nó sẽ nghe cái này đó, nó sẽ nghĩ, ủa anh Tài đang mua vô, rồi xin mình anh Tài bán ra làm gì? Thì đó là anh mua vô cái số lượng nó lớn, thấy không? Mà có anh bán ra, bán chút xíu vậy, để cho anh tập luyện á, là mình bán ra làm sao, mình đổi ra tiền đô la làm sao, mình đổi ra tiền euro làm sao, mình đổi ra tiền baht làm sao, mình đổi ra tiền đồng làm sao, để cho anh đừng có quên. Tại vì anh không làm đó, anh có quên. Anh nói thẳng gì đó, anh không làm đó là anh quên liền à. Okay. Ok, em hiểu chưa? Tôi hiểu anh. Ok.